Chào các bạn. Tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về visa du lịch 600, visa du lịch bình thường à, của nước úc. À, các bạn có thể tham khảo trang mạng IST và các trang mạng khác về visa du lịch để có thể biết được tiến trình nộp hồ sơ và các giấy tờ cần chuẩn bị. Hôm nay Hạnh chỉ nói cho các bạn à, nghe về các vấn đề thường gặp của visa này mong các bạn lưu ý khi nộp hồ sơ. À, nói chung visa úc à, du lịch úc á, luôn yêu cầu các bạn là có công việc à, chứng minh được công bạn có một cái công việc tốt, à, có gia đình bà, vợ chồng con cái anh chị em gia đình người thân à, có nhà cửa đất đai, à, có doanh nghiệp hay gì đó. Nói chung là yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn có những cái lý do mà bạn sẽ về lại nước Việt Nam. À, và đầu tiên là về công việc nếu bạn không thể chứng minh công việc của bạn à, bằng cách là thường người ta nghĩ rằng là chứng minh công việc là bản lương hay là số bảo hiểm xã hội à, nhưng mà nếu như bạn không chứng minh được à, những cái thứ đó bạn có thể chứng minh bạn những con đường không chính thống khác tuy nhiên bạn à, hạnh khuyên bạn là bạn đừng có bỏ những cái bộ hồ sơ à, công việc giả Tại vì à, nếu như mà bạn bỏ một cái hồ sơ công việc giả người lãnh sự, à, nhân viên lãnh sự có quyền phỏng vấn bạn và có thể phát hiện ra hoặc là phỏng vấn cái công ty mà bạn nói là bạn đang làm cho họ và người ta sẽ phát hiện ra. Và như vậy nếu như một cái bộ hồ sơ mà có bất cứ một cái thông tin giả hoặc mà một cái giấy tờ giả, người ta sẽ cấm bạn nộp visa 3 năm và sau khi mà hết hết cái cái cấm vận 3 năm đó khi bạn nộp là bất cứ một cái hồ sơ nào người ta vẫn có quyền từ chối visa của bạn vì người ta không tin và cái mức độ chân thật của bạn à, Thứ hai là thời gian xin đi thăm con Úc các bạn nên viết à, đi hai tuần hoặc bốn tuần và các bạn xin nên xin nghỉ phép chừng hai tuần đến bốn tuần tại vì người ta nghĩ rằng nếu như bạn à, nếu như nhiều bạn xin đi nghỉ ba tháng thì à, thực sự bạn có có thực sự có công việc đó hay không hay là bạn định nghỉ việc đúng không bạn à, Rồi mối quan hệ với người bên Úc bạn à, À, có thể viết người thân hay là bạn bè thì nếu như mà là người thân thì bạn nên có những hình ảnh chứng minh hoặc là giấy khai sinh để chứng minh à, còn nếu như thực sự người đó không phải là người thân của bạn thì bạn hãy viết thật thật thà đó là bạn của bạn hay gì đó chứ bạn đừng có viết là người thân nha thứ tư là nếu bạn đã ly dị rồi à, vợ của chồng với chồng của bạn rồi thì bạn hãy nộp cái tờ giấy đơn ly dị của tòa án chứ bạn đừng có nộp cái tờ đăng ký kết hôn rất nhiều khách hàng cùng tìm đến hạnh nói rằng là ngày xưa à, tôi đi nộp visa úc tôi không có khai là tôi ly dị chồng mà tôi khai là đăng ký kết hôn bây giờ tôi làm cái visa định cư úc làm sao cô hạnh thì như vậy rất là khó cho hạnh trong cái việc hành nộp cái hồ sơ định cư bởi vì là bạn biết rồi khi mà bạn nộp cái hồ sơ giả giấy tờ giả bạn quên mất là những cái giấy tờ đó như nó như thế nào à, và công việc đó là công việc gì rồi cái thời gian mà bạn làm ở chỗ đó là lặt khi nào như vậy nó rất là khó khăn trong cái việc làm cái hồ sơ định cư à, và hơn nữa là bất cứ lúc nào mà lãnh sự phát hiện ra bạn làm làm sai thì họ có quyền hủy visa mặc dù bạn đã được cấp visa tiếp theo nữa là nếu bạn xin đi 2 tuần hoặc 4 tuần và bạn được cấp visa là 12 tháng được đi nhiều lần hoặc một lần mỗi lần vào nước Úc không ở quá 3 tháng thì bạn nếu như bạn như vậy thì bạn xin bạn vui lòng khi mà bạn qua thì bạn có thể ở 2 tuần 4 tuần maximum 6 tuần bạn đừng có ở 3 tháng có rất nhiều người họ được cấp visa 12 tháng mỗi lần được đi nhiều lần và mỗi lần đi không có 3 tháng và họ đi họ cứ lần đầu tiên đi qua ở cứ ở 3 tháng lần thứ hai đi qua họ sẽ ở 3 tháng Hành đảm bảo với bạn là lần thứ ba bạn vào nước úc hải quan sẽ chặn bạn ngay và người ta sẽ hỏi là tại sao lần trước đi qua đây cũng 3 tháng lần này đi qua đây cũng 3 tháng và lần này thì tại sao lại đi qua tiếp như vậy như vậy bạn đứng trước một cái nguy cơ là Hải quan không cho bạn nhập cư vào úc mặc dù là bạn đã bay tới nước úc và đứng ngay cái hải quan cái cửa hải quan của nước úc và ngoài ra nữa là uh, uh, người ta nghi ngờ là cái 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 hồ sơ của bạn là công việc của bạn là nó, nó giả cho nên người ta có quyền hủy visa uh, tiếp theo nữa là lưu ý về thư mời vì đó là lý do mà người ta sẽ cấp visa cho bạn cho nên là lý do là bạn bạn phải trình bày lý do rất là rõ ràng là vì sao bạn qua nước úc thăm nước úc thăm người úc những cái lý do gì thì rất quan trọng cho nên kỹ năng viết thư mời là rất quan trọng nha bạn cho nên bạn lưu ý về việc đó đó là những cái ý mà hành nêu rõ như là chứng minh công việc những việc đi 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 điền form là đi mấy tuần rồi nếu như được cấp visa thì nên đi mấy tuần và những cái lưu ý về thư mời hay là cách chứng minh công việc thì Hành đã nêu ra trên và hy vọng các bạn sẽ được thành công trong việc xin visa úc và xin chân thành cảm ơn.